Rồi, ok. Mình sẽ hướng dẫn một số bạn chưa biết về cái kiwi. Đây, chúng ta sẽ tìm ở Google CH Play ấy. Trên điện thoại hay là máy tính thì nó cũng như nhau thôi. Nhấn vào đó, chọn và kéo xuống đây, đó sẽ là cái ứng dụng như này. Đó, mình sẽ cài đặt nó về. Đó, cài đặt nó về nhé. Cái này nó có cả server của Indo. Nhưng mà hiện tại thì Indo không chụp được. Đã thử rất là nhiều rồi. Vào Indo rất là lag. Rất khó vào Blind luôn. Nên là mình rất rất là khó ấy. Rồi, đã tải về nó sẽ ở đây. Kiwi VPN. Đấy, mở nó ra, mở cái ứng dụng nó ra. Đang mở ứng dụng. Đó, mình kéo xuống dưới này, bên dưới cùng này, đó, có cái này mình nhấn vào đó, chờ nó quảng cáo một tí, mình nhấn dấu X, mình cắt nó đi, cắt quảng cáo đi, đó, nó tìm server, mình hiện tại là chụp bằng cái bản này thì Ấn Độ rất là ngon, chụp rất là ngon, đó, mình sẽ tích vào India, kết nối, OK này, trên góc chữ OK nhỏ. OK, nó đang kết nối. OK, đã kết nối. Đã kết nối với server của Ấn Độ rồi thì mình vào vào live thôi. Vào Star Marker thôi. Đó. Để tìm farm Ấn Độ. À, những cái zoom của Ấn Độ người ta úp xu thì chụp thôi. Bây giờ hiện tại là không có ai úp nên là mình không 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 thể cho mọi người xem trực tiếp là nó có chính xác hay không, nhưng mà chắc chắn là mình chụp nó từ tối rồi, nó rất là dính, có dính. Một khi nào mình muốn chuyển về Việt Nam thì mình ngắt kết nối thôi, ngắt kết nối thì mình nhấn vào đây đó. Về Việt Nam chụp thì mình nhấn vào ngắt kết nối, nó ngắt kết nối đi. OK, lại chụp Việt Nam bình thường. Đây là cái bản mới của Star Marker này, nó không cho mọi người chụp xu các quốc gia khác, mình buộc phải cài thêm một cái ứng dụng thứ ba này. OK, ngắt kết nối, về Việt Nam mình chụp bình thường.